trình giới thiệu các ngành chọn trường khi đi du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương hôm nay. Thì các bạn thân mến, khi đi du học thì vấn đề chọn ngành, chọn trường luôn là mối quan tâm của các bậc phụ huynh. Vậy thì làm sao để chọn được trường tốt, ngành học phù hợp cho con mình khi đi du học Mỹ? Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương xin giới thiệu cho các bạn thông tin về ngành học hot nhất hiện nay được khá nhiều các bạn trẻ lựa chọn, đó là ngành truyền thông kỹ thuật số học tại trường University of Central Florida. Thì các bạn thân mến, cho dù là bạn ở đâu thì ngành truyền thông kỹ thuật số ngày càng đóng một vai trò quan trọng trên thị trường cũng như là trong cuộc sống hàng ngày. Và với cái việc sử dụng dịch vụ từ nhà cung cấp đang ngày càng gia tăng thì bạn có thể làm việc cho một công ty quốc tế danh tiếng từ bất cứ đâu. Và kỹ năng trong ngành này thì đang được trọng dụng, bao gồm như là video kỹ thuật số hay là hoạt hình, thiết kế màn, thiết kế đồ họa, video và các phương tiện truyền thông tương tác và một số lĩnh vực khác. Và những người làm về kỹ thuật số thì có thể là tìm việc trong các ngành như là tư vấn, giáo dục nghệ thuật hay là truyền thông tiếp thị truyền thống hay là hiện đại và đào tạo. Vì vậy, nếu ngành truyền thông kỹ thuật số là ngành mà bạn chọn lựa thì bạn có thể học tại đâu? Thì đến với Mỹ để học ngành truyền thông kỹ thuật số là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Tại Mỹ thì bạn có thể là tiếp cận với các công nghệ tiên tiến nhất và được học với các giảng viên giành những giải thưởng cao và có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp này. Và đây cũng là một trong những ngành nổi bật của trường đại học University of Central Florida. Trường được thành lập năm 1963, là trường đại học công lập và là đại học lớn thứ hai tại Mỹ với số lượng sinh viên đăng ký theo học. Có hơn 60.000 sinh viên đang theo học vào năm 2013 và trường cũng xếp hạng thứ 94. Nằm ven bờ biển Đại Tây Dương, đặc biệt trường là đối tác của nhiều tập đoàn công ty lớn ở thành phố như là Berlin, Microsoft hay là Siemens, Disney v.v. Nên sinh viên được hưởng những chương trình thực tập tại các tập đoàn công ty này với thời gian linh hoạt và thuận tiện. Thông tin chi tiết về khóa học, mức học phí và điều kiện đầu vào của khóa học thì như thế nào? Các bạn hãy liên hệ ngay đến các chuyên viên tư vấn Mỹ của công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, hoặc là thông tin về trường thì các bạn tham khảo tại website tandaidương.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại! Chào tất cả các bạn, thì du học Mỹ ngày nay được khá nhiều các bạn trẻ lựa chọn làm điểm đến để du học bởi quốc gia có nền kinh tế phát triển, hệ thống giáo dục tốt, sinh viên sẽ được học trong một môi trường học hiện đại. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với nữ ca sĩ Võ Hà Trâm, một du học sinh Mỹ đã làm hồ sơ tại Tân Đại Dương. Chúng ta cùng trò chuyện với Võ Hà Trâm để tìm hiểu về quá trình làm hồ sơ của Võ Hà Trâm thì như thế nào nhé. Chào Hà Trâm. Dạ, chào chị. Em có thể giới thiệu anh nhé về bản thân mình. Anh tên là Võ Hà Trâm, hiện đang là ca sĩ cũng như là vừa tốt nghiệp đại học Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Thì sắp tới là sẽ tạm gác mọi công việc ở Việt Nam để sang Mỹ du học và cao học ngành Broadway Musical hay còn gọi là nhạc kịch hiện đại. Lý do Hà Trâm chọn đi du học là gì ạ? Tại vì cái ngành của em muốn học là nhạc kịch, cho nên là Mỹ là nơi tốt nhất để em có thể theo học ngành này. Bởi vì anh là cái nôi, nhưng sự phát triển của nhạc kịch hiện đại thì ở Mỹ phát triển hơn. Và Mỹ thì nó cũng có nhiều cơ hội để mình có thể tiếp xúc với cái ngành âm nhạc mà mình muốn học. Cho nên là em nghĩ Mỹ sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của em. Thì qua Mỹ Hà Trâm sẽ học trường gì vậy? Em sẽ học ở Arizona State University, ở bang Arizona luôn. Hiện tại ở Việt Nam là Hà Trâm đang làm ca sĩ. Thì cái tên tuổi của em được khá nhiều các bạn trẻ biết tới. Thì cái con đường sự nghiệp của mình cũng đang trên đà thăng tiến. Mà tại sao là em lại cắt ngang để đi qua Mỹ đi du học? Tại vì cái việc học của em luôn đặt cái mục tiêu đầu tiên, mục tiêu chính. Thì em đã ấp ủ cái giấc mơ đi du học từ rất là lâu. Khi mà em cách đây khoảng 4-5 năm thì em đã nghĩ là mình học xong đại học mình sẽ đi du học. Cho nên là bây giờ là đúng thời điểm thì mình cứ đi thôi. Tất nhiên cũng hơi tiếc bởi vì phải tạm gác mọi thứ ở đây. Nhưng mà em nghĩ là khi mà mình học xong, mình có một cái bằng thạc sĩ rồi mà nó sẽ vững chắc hơn. Và cái hướng của em đi nó là muốn trở thành một giảng viên thanh nhạc nữa. Cho nên là bằng cấp và việc học của mình thì luôn luôn phải đặt lên hàng đầu. Còn sự nghiệp thì mình về, mình lại tiếp tục phát triển thì cũng chẳng sao. Dạ, Trâm có thể chia sẻ một chút xíu là cái dự định tương lai của Hà Trâm sau khi học xong tại Mỹ thì như thế nào?
học xong thì em sẽ quay về Việt Nam và bắt đầu công việc giảng dạy tại Nhà Việt Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì cũng tiếp tục công việc ca hát và thực hiện những cái dự án mà mình áp dụng từ lâu. Thế khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì Hà Trâm có cảm nhận như thế nào về dịch vụ của Tân Đại Dương? Em thấy dịch vụ của Tân Đại Dương rất là chuyên nghiệp, bởi vì là với cái mức độ công việc của em thì nó rất là bận rộn, cho nên là không có nhiều thời gian để có thể theo dõi thông tin ở phía trường và update rồi điền đơn, là coi như là em bó tay cái chuyện đó rồi đó. Cho nên là khi mà search một cái list các trung tâm tư vấn du học uy tín thì em thấy có Tân Đại Dương, và em cũng đã tham khảo rất là nhiều cái reviews của các bạn đã làm hồ sơ ở đây, thì em nghĩ là thôi mình chọn công ty Tân Đại Dương để mình làm. Thì khi mà vào gặp chị Thúy là người tư vấn cho em, và chị hướng dẫn rồi lựa hồ sơ như thế nào, cách thức như thế nào, thì em thấy cũng đơn giản và mình không mất quá nhiều thời gian. Chỉ cần đưa đúng đầy đủ hồ sơ mà bên đây cần là ok xong rồi. Mọi thứ nó cũng diễn ra rất là suôn sẻ khi mà em phi phỏng vấn visa. Bây giờ thì cũng đã có visa rồi mà phải chờ. Chị định thời gian nào thì mình qua Mỹ mình nhập học tháng Em nhập học là tháng 8, chính thức là ngày 27 là sẽ bắt đầu học, nhưng mà mọi thứ hoạt động này nọ thì 11 là đã phải có mặt ở bên đó để qua trường sớm. Dạ. Thì qua đâu Hà Trâm biết về dịch vụ của công ty? Em search ở trên mạng, tại vì em không biết nhiều về các trung tâm tư vấn du học, bởi vì em và cũng có nhiều người họ bị lừa bởi có nhiều cái trung tâm tư vấn mở lên xong rồi lấy tiền của khách hàng rồi đóng cửa rồi ôm tiền bỏ chạy. Em sợ mình lọt cái trường hợp đó, cho nên là mọi thứ mình phải cân nhắc rất là kỹ. Và em như em đã nói thì mình tìm những cái thông tin ở trên mạng, và quan trọng nhất là xem những cái ý kiến mà những người đã làm ở đây thì họ đánh giá tốt dịch vụ ở đây, cho nên là em nghĩ là em làm ở đây là chính xác. Chị cảm ơn chia sẻ của Hà Trâm ha. Chị chúc em qua Mỹ học tập tốt và hoàn thành ước mơ của mình nha. Cảm ơn chị. Chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương xin được khép lại tại đây. Và để tham khảo thêm các bạn đã đậu visa du học Mỹ thì các bạn có thể truy cập tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.